Chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Ngữ văn 9, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của OLM. Các em thân mến, trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam, ngoài cặp đôi Kim Trọng Thúy Kiều, còn có một đôi trai tài gái sắc khác chính là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Để biết đôi trai tài gái sắc này có cuộc gặp gỡ như thế nào, chúng ta ngay bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu về văn bản Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga của tác giả Nguyễn Đình Chiểu nhé. Trên đây là nội dung bài học, bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Phần thứ hai là phần tìm hiểu chi tiết về đoạn trích về nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga và phần cuối cùng là phần tổng kết những giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản. Chúng ta cùng đến với phần 1 tìm hiểu chung. Một nhỏ, tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Em hãy chia sẻ một số thông tin về tác giả này nhé. Đúng rồi, tác giả Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888 là một trong những nhà văn Nam Bộ xuất sắc nhất thời trung đại. Ông quê gốc ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng sinh ra và lớn lên ở quê mẹ là tỉnh Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu trải qua nhiều thăng trầm, ông là tấm gương về nghị lực sống phi thường, khí tiết thanh cao và lòng yêu nước sâu nặng. Nguyễn Đình Chiểu đã để lại một di sản văn chương đồ sộ gồm nhiều tác phẩm truyện thơ nôm, văn tế và thơ đường luật. Năm 2021, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO ra quyết định vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Tiếp theo là về tác phẩm truyện Lục Vân Tiên. Theo các em, tác phẩm này được lấy cảm hứng từ đâu? Chính xác, tác phẩm truyện Lục Vân Tiên thuộc thể loại truyện thơ nôm, có đề tài và cốt truyện từ thực tế cuộc đời của tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có nội dung là kể về cuộc đời của Lục Vân Tiên, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, tài trí, nghĩa hiệp, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, nhưng Vân Tiên đã vượt qua, lập được công trạng lớn lao, có kết cục hạnh phúc và viên mãn bên nàng Kiều Nguyệt Nga. Như vậy thì theo các em, chủ đề của tác phẩm này là gì? À đúng rồi, chủ đề của tác phẩm này là ngợi ca những tấm gương đạo đức cao đẹp, lên án những kẻ độc ác tham tàn, gửi gắm khát vọng tình yêu tự do, khát vọng công lý và thể hiện ước mơ của nhân dân ta về người anh hùng cứu nhân độ thế. Còn về nghệ thuật thì tác phẩm này nổi bật là nghệ thuật xây dựng nhân vật và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần 2, tìm hiểu chi tiết Chúng ta cùng tìm hiểu về đoạn trích Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. Các em hãy chia sẻ những thông tin mà mình tìm được về đoạn trích này nhé. Tốt lắm, đoạn trích Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga nằm ở phần đầu của tác phẩm, đó là phần gặp gỡ, bao gồm 44 câu từ câu 123 cho đến câu 180. Về bố cục của văn bản này, có thể chia ra thành 3 phần. 14 câu đầu từ chỗ Vân Tiên ghé lại bên đàng cho đến bị tiền một gậy thác dày thân vong. Kể về việc Lục Vân Tiên tá đột hữu sông, đánh bọn cướp và cứu kiều Nguyệt Nga. Phần tiếp theo bao gồm 24 câu từ chỗ dẹp rồi lũ kiến tròm ong cho đến lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Là phần mà Kiều Nguyệt Nga giải bày tình cảnh, thể hiện lắm biết ơn và mong muốn đền ơn Lục Vân Tiên. Và phần cuối cùng bao gồm 6 dòng thơ cuối. Đây là phần mà Lục Vân Tiên đáp lời Kiều Nguyệt Nga và bày tỏ quan niệm về việc nghĩa và về người anh hùng. Về hệ thống nhân vật chúng ta có thể kể đến. Lục Vân Tiên là người anh hùng, Phong La và Bè Lũ là bọn cướp, Kiều Nguyệt Nga và Thị Nữ Kim Liên là những người gặp nạn. Còn về sự việc được kể, đó là Lục Vân Tiên trừng trị bọn cướp cứu Kiều Nguyệt Nga như vậy theo các em văn bản lục vân tiên đánh cướp cứu kiều nguyệt nga đã tái hiện lại mô tuyết nào trong văn học trung đại việt nam tốt lắm em đã có một câu trả lời rất chính xác đoạn trích lục vân tiên đánh cướp cứu kiều nguyệt nga đã tái hiện lại mô tuyết người anh hùng tiêu diệt kẻ cướp và cứu mỹ nhân các em thân mến nội dung này cũng đã kết thúc tiết học đầu tiên của văn bản lục vân tiên đánh cướp cứu kiều nguyệt nga cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo để chúng mình cùng tìm hiểu những nội dung còn lại của văn bản này nhé